Cái dòng full gold thì nói chung mà khi mà các bạn đem ra nắng á, thì lúc nào cái màu nó cũng tuyệt vời luôn. Cái màu nó nhìn vàng, nó óng ánh, nhìn đã lắm các bạn. Còn khi mà các bạn bỏ nó trong cái nền trắng hoặc là nền vàng các bạn nuôi để dưỡng màu cho nó thì cái màu của nó sẽ nhìn nó hơi bị nhợt nhạt một xíu. Thì đó là một vài cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ về cái vấn đề mà cái màu sắc của con full gold, nên là các bạn lưu ý giúp mình nha. Hoặc là các bạn có thể tìm hiểu trước về cái dòng này giùm mình. Tại vì nhiều khi có nhiều bạn á, không có hiểu được cái vấn đề mà màu sắc của nó. Nên là khi mà mình giao cá tới thì các bạn nói là ủa sao cái màu vàng của con cá nhìn nó nhạt quá, nó không giống như là trong cái clip mà mình quay cho các bạn xem. Rồi đơn của chị Thảo ở Đồng Nai thì 6 cặp wheel coi sọt. Cái hàng này là size tơ, hàng này size 2 tháng rưỡi rồi nha các bạn. Wheel coi sọt thì cái size của nó sẽ không có quá to đâu. Thường thường tầm khoảng 2 tháng rưỡi là bên mình đã xuất bán hết rồi. Đơn hàng của anh Tiến ở Vĩnh Phúc á, thì 6 cặp full gold đi bông, full vẫy và chấm tay bơi. Thì cái hàng chấm tay bơi này á, mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều rồi. Chấm tay bơi thì nuôi thời gian nó có full tay không anh? Thì thực sự là cái này mình cũng nói luôn. Thì cái tỷ lệ này gọi là nó hên xui thôi các bạn, chứ nó không có bảo đảm, không có gì gọi là chắc chắn hết nữa. Là mình nói là tỷ lệ nó vẫn là hên xui. Nó có con nó còn phát triển nữa, nó còn lên nữa, còn có con nó sẽ không lên nữa. Thì cái này là tùy con thôi các bạn ơi. Tại vì cái hàng chấm tay bơi á, thì cái giá của nó là nó thấp hơn phân nửa so với cái hàng mà full tay bơi luôn. Thì đơn này của anh Huy ở Kiên Giang thì nói chung là có 5 cặp coi Red Ear là hàng full tay, với lại là 4 cặp coi Red Ear mà dương quá đó các bạn. Có nghĩa là anh hỏi là có hàng dương quá không, mua về để thả hy sinh cho đẹp chơi. Dương quá là sao? Dương quá là những cái con mà tay bơi nó lên chỉ có một bên thôi, còn một bên nó không lên thì gọi là dương quá ha. Hoặc là một bên nó full tay, còn một bên của nó dạng như nó nhú ra nhẹ xíu thôi thì gọi là dương quá.